Sáng nay, các cơ quan liên ngành thành phố đã phối hợp tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện thông tư liên tịch số 01 quy định việc phối hợp trong thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố và sơ kết 4 năm thực hiện quy chế phối hợp về tiếp nhận giải quyết nguồn tin tội phạm và ký kết quy chế sửa đổi bổ sung năm 2023. Ủy viên dự quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lưu Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh dự hội nghị. Theo đánh giá tại hội nghị, từ năm 2017 đến năm 2022, tình hình vi phạm tội phạm trên địa bàn thành phố có chiều hướng gia tăng cả về số vụ và tính chất. Các cơ quan liên quan đã tiếp nhận mới hơn 8.500 tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Qua đó đã khởi tố hơn 4.800 vụ với gần 7.600 bị can. Công tác phối hợp liên ngành trong tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm trên địa bàn thành phố được tăng cường. Các cơ quan liên ngành ngày càng chủ động trong phân loại, chuyển nguồn tin đến các cơ quan liên quan giải quyết, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm. Trong khi đó, cơ quan điều tra và viện kiểm sát cũng đã tích cực hỗ trợ tạo điều kiện cho các cơ quan liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ.